Trời ơi. Đây mẹ của chị Xỉu rồi, của anh chị ơi. Lấy nước cho bà uống đi anh ơi. Nước cho bà uống. Rồi. Ơi để tao cho thêm mày đi. Trời ơi, thêm một người nữa kìa. Trời ơi. Ôi ơi. Đứt ruột không có bán chị. Thầy ơi. Ơi không làm gì nữa đây. 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 Thì từ tối tới giờ là con không có gặp mẹ. Đúng không con? Trời ơi. Bé nói bé vương ngư nước mắt vậy đó. Có lẽ đây là lần cuối cùng mà bé Hân gặp mẹ. Mai mốt thì mẹ sẽ không còn để về thăm bé nữa con. Bé còn cũng quá là nhỏ luôn. Buồn quá, buồn quá. Chú Tú đến đây cũng chia buồn với con ha. Con đừng bớt xúc động. Vô bước đâu bà con ơi. Mày buông quá rồi. Nó không biết nó bệnh, nó không đi khám rồi đó. Nhưng mà nó phát bệnh là từ 5 giờ nó bột giờ nó chết. Chỉ là chụp trong ba lô của nó. Và tay của nó công nghệ duy nhất. Nó có bình bông rồi. Đây. Chưa nhìn thấy của anh chị. Mẹ đi làm có hay gửi tiền gì cho con không? Dạ có. Ừ. Để phụ nuôi con với cho bà ăn uống hàng ngày đúng không? Dạ. Có giờ hạ đó hả? Nhớ giờ hạ đó. Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà của ba anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong Nguyễn đang có mặt ở dưới Sóc Trăng của ba anh chị. Thì bữa nay là Phong đi cùng với tất cả những người anh em xuống để thăm một cái hoàn cảnh gia đình. Một cái cô gái thật sự là rất là trẻ, chỉ mới 30 tuổi thôi. Không may mắn là căn bệnh đã ập tới thì do không có tiền, nhưng mà không có hòm, chứ không có tiền chuyên chở về đây luôn. Thì bên mai táng, bên đoàn từ thiện ở trên thành phố đã chuyển về đây. Thì cô chú anh chị xem ở đây nè. Đây là một cái căn nhà rất là sập sệ, rất là nhỏ bé thôi. Thì bây giờ là cũng đang chuẩn bị là sắp tới giờ đưa chị đi của bác anh chị. Ở đây thì cũng có rất là nhiều ông bà cô bác ở đây thì tới để chia sẻ những cái phút giây, những cái kỷ niệm, những cái nỗi buồn trong gia đình. Thì Phong sẽ tiến thẳng vô bên trong để ghi hình ảnh chi tiết nhất để gửi đến tất cả những khán giả của Mạnh Thường Quân nha. Đây là cái chỗ để cúng kiến. Trong nhà thì rất là nhỏ của anh chị. Ở bên trong cho anh. Đây là mẹ của chị. Đây là mẹ của chị. Con chị nghĩ là con. Thôi mà khóc hoài vậy trời. Vô bước đâu bà con ơi. Mày buông quá trời. Buông gì được mà buông trời. Má ngồi má im đi rồi con buông má ra. Mày buông má ra. Cố gắng đi cô ơi. Để cho chị đi thanh thản đi cô. Má nín đi rồi con buông má ra. Trời vô bước con ơi. Ôi bớt ra đây. Má nín đi là con buông má ra. Đi đây em má ra. Đây là má của chị đây. Thấy ngày hôm nay thì bà con bé ốm quá trời. Chị đời ơi. Mẹ cắt ai. Chồng bé trời. Đến chừng nào.
gặp em. Là chị được hai bé Quỳnh. Áo quang của một người em ở đây. Đây thì dưới quê sông nước không của bác anh chị. Sắp tới giờ đưa chị đi rồi. Nghe nói bệnh mà khi bác sĩ báo là cái số tiền quá là lớn. Thì trong khi đó gia đình là nghèo khổ không có tiền. Thì phải chấp nhận đành với cái sự thật là chị mất của bác anh chị. Bữa nay đúng 9 giờ Quỳnh Thị Cẩm Đầy sinh 94, Nguyễn Dương 30 tuổi. Hôm nay đưa mẹ đi hả con? Con thương mẹ không? Bên đây chú Phong Nguyễn xuống chia sẻ để giúp gia đình ha. Con chịu không? Bé rất là nhỏ không anh chị? Hả? Đi dạ nuôi con đi chú. Đi đâu? Dạ nuôi con. Để chú Phong đi vô chút xíu ha. Chị bệnh sao mà mất dữ vậy cô? Xin phép cô. Dạ, bị bệnh tim. Mà nó không biết nó bệnh, nó không đi khám rồi đó, nhưng mà nó phát bệnh là từ 5 giờ nó bột giờ nó chết. Con nghe nói là khi mà khám thì bác sĩ nói là cần cái số tiền là 100 triệu thôi luôn. Dạ. Dạ. 100 triệu rồi mẹ nó về làm sao có tiền. Mình nằm thì ngày 20 triệu. Rồi mẹ nó đâu có tiền, nghèo nữa. Rồi em không nói, rồi anh nó cũng khổ quá. Đâu có đứa nào mà tiếp với mẹ nó đâu. Dạ. Rồi tới 5 giờ chiều, rồi tới 12 giờ mấy, gần 1 giờ nó chết á. Dạ, chị đi làm công việc gì vậy cô? Đi làm công ty rồi mấy hồi Tết tới giờ là nó thất nghiệp. Rồi không có tiền lo luôn. Trời ơi, giờ đi tụi còn trẻ quá. Đâu có mấy tiếng hồ rồi nó chết. Rồi nó bị tim rồi đó. Nó tràn dịch lên não rồi nó chết. Chi phí là 100 triệu. Chi phí là thay tim là ấy tim á là 100 triệu, bác sĩ trả tiền xuống. Nhưng mà mẹ nó đâu có tiền đâu mà đem lên. Rồi nằm đó thì mỗi một ngày là 20 triệu. Rồi khi mà bác sĩ nói nếu mà nó có tỉnh đi nữa sau nó cũng là người thương vật. Dạ. Mà mẹ nó thấy vậy thôi để cho nó đi. Chứ cũng đâu có tiền mà lo, rồi cha nó cũng đâu có ở gần. Chồng nó đâu có ở gần nó ở Đồng Tháp nữa. Dạ, chỉ tổng cộng bao nhiêu người con cô? Có hai đứa, mà cái nhỏ lớn là chồng trước. Dạ. Rồi thằng nhỏ sau là thằng đó bây giờ. Dạ, mẹ dạ. Nó cũng khổ lắm, nhỏ lớn đi với má nó là đi bằng mới 13-14 tuổi. Dạ, con nghe nói hình như là bé trai này là người chồng ở Đồng Tháp đúng không? Đồng Tháp. Là khi mẹ mất là về chịu tang mẹ thôi, còn thật sự là trong gia đình là còn bé gái. Còn nhỏ này nó ở với ngoài đó, nhỏ lớn. Bà ngoại là trong căn nhà sập sệ ở đây. Dạ. Mà dạ. Cái nhà này là không phải nhà của bà cháu nó nữa. Dạ. Nhà có người con thứ 9 nữa. Dạ. Con thấy mẹ nó vậy rồi nó cắt cho mẹ nó hảo. Cũng đi thành phố mười mấy gần 20 năm nó về đó. Trời ơi, khó khăn quá. Ừ. Rồi thằng kia nó thấy vậy rồi nó về nó cắt nhà cho mẹ. Vì nó. Đất là... Cắt nhà. Đây là đất nhà. Đây là đất chính chủ của mấy anh chị. Nè. Bây giờ hiện tại căn nhà ở đây là chỉ có hai bà cháu ở thôi. Hai bà cháu ở. Trời ơi. Khổ lắm mấy chú ơi. Nó là
là chỉ đi làm á, gửi tiền về để lo cho bé gái với lo cho mẹ. Nó không thất nghiệp thì nó gửi cho mẹ đó. Còn nếu không thất nghiệp thì mấy người cậu đó, mấy đứa thằng trai nè, cho tiền mẹ đó rồi nuôi cháu. Mẹ nó thất nghiệp hoài à. Dạ. Làm công ty may hết luôn. Công ty may rồi nó mặn cái gì nó cũng mặn hết, nhưng mà năm hồi dịch tới giờ là nó thất nghiệp thường. Dạ dạ. Bây giờ đưa đi an táng đất nhà hay là sao? Đất nhà. Đất nhà. Gần đây không cô? Nó cái mình. À. Góc bên kia. À, góc bên cái mà chỗ mà đang để bê tông góc bên kia của bác anh chị. Đá cát à. À, con cảm ơn cô nha. Dạ. Cô cũng dáng phụ giúp gia đình trong những phút giây này cô. Dạ. Trời ơi. Thấy trong gia đình mà thấy tình cảnh này thấy thương quá cô chú anh chị ơi. Bà mấy hôm nay bà khóc rất là nhiều. Khi mà ra tới mà này là bà chịu không được. Nói là toàn bộ mà cuộc sống gia đình ở đây á, là bà ở đây là do đứa con gái này lo nữa, gửi tiền về lo chỉ lo một cái đứa con này nữa, đi theo mất con mất mình giờ mình giờ về là con gái của bà ơi ơi trời ơi trời ơi hai bà cháu ở trong nhà. Con cũng theo mẹ. Con mãi ra đi của bạn chị để là một người mẹ già đang trong căn nhà sập sệ ở đây. Thì Phong là cùng với Quân nè, Quân Barina với người anh em ở đây cũng chia sẻ. Mong quý khán giả với mạnh Quân á để giúp cho cái cuộc đời của hai bà cháu còn lại ở đây có chỗ ấm cúng hơn. Thời gian sắp tới chắc là gia đình rất là khó khăn. Ốm quá trời ốm. Phải nói là ngày đi học còn ngày trời thì có 5.000 để ăn mì thôi, ngày nào cũng gì. Bé này cho ngày có 5.000 hả? Đúng rồi, ăn mì. À. Không cần sống nữa. Không cần nữa. Không ơi, bà. Bây giờ bây giờ đời không cần những gì nữa. Thì lúc nào cũng bên cạnh bà mà. Thôi đi, nó đã phần xấu nó vậy, nó không cần má nữa thì nó đi rồi thôi. Con tụi con cần má, má ở đời. Cái buồn gầu hoài cũng vậy thôi. Thì mà cũng sống được lâu nữa con ơi. Ơi sống buồn gầu cũng nhà em đây. Ơi không dám. Số phận đứa con gái ơi, không biết như thế nào nữa. Nó ốp đây thôi quá trời. Vô phận trời. Tự thân hết trời ơi, giật giật. Chị có bao nhiêu chị em vậy Quân? À, 8-9 người. Chị dâu, ở đây là chị ruột. Sao chị? Sao chị? Xin phép chị. Ý là lúc mà út mà đi á là trong người nó chỉ có 1.000 là gì nhớ thôi. Bây giờ vẫn còn để lại cho nó. Lúc chị mất là chỉ có còn đúng 1.000 này thôi. Trời ơi, lúc mà chị đầy mất là còn 1.000 trong túi. Là chị trong ba lô của nó. Và tài của nó có 1.000 duy nhất. Trời ơi. Thì dọn đồ chứ, chứ nó kiếm kiếm như vậy. Là chị làm gì chị chưa kịp lương luôn hay gì chị? Đó thì hết tiền lên nó chưa có đi làm nữa kìa, đang đợi xin. À vậy là ở chẳng là đang thất nghiệp luôn hả? Đang thất nghiệp. Trời ơi. Đợi xin việc làm đúng cái ngày nó mất đó, là ngày đó là ngày đi làm việc của nó, đi nhận việc của nó. Là ngày mới vô. Đúng rồi, chuẩn bị sáng là đi làm luôn đó, mới nhận việc. Chị đi làm là khu vực nào vậy chị?
trên Đồng Nai. Đồng Nai, trời ơi. Làm khi up lớp thì cái ngày đó là ngày đi học hồ sơ là sáng đi làm đó. Sáng mất rồi, đi làm là cô bác anh chị biết là từ ở dưới mà Sóc Trăng ở đây mà chạy lên chợ nó là cũng là 7 tiếng luôn cô bác anh chị. Đi làm chủ yếu là lo cuộc sống, lo cho mẹ, lo cho đứa con nữa. Ấy, dắt dắt qua, dắt cái bình bông rồi. Đây đây chị. Đây đây chị, ăn lại đi chị. Cái bình bông nó dắt xuống của anh chị ơi. Gió lớn quá. Trong cái phút giây chuẩn bị là đưa chỉ đi, gió bắt đầu nổi lên rất là nhiều không anh chị? Mình nghe nói hoàn cảnh chị rất là xót xa. Mất mà để lại đúng 1.000 cho gia đình của bác anh chị ơi. Ở trong ba lô, mấy chị em lật ra mới thấy. Thấy thương quá. Hỏi chị. Nè chị, cho em gửi tiền của chị lại. Tại có nhiều quá trời. Để rồi bỏ vô này như là khi chị mất á, là cũng không có tiền, nhưng mà không có tiền mối quan đưa về quê luôn đúng không chị? Không có. Chính chị đưa nước, chị để ở trên đó chị đưa nó về mà hai chồng chị. Chị cũng không có tiền. Em chị cũng không có tiền. Nói chung là không ai có gì hết. Trời. Chị em lên chọn là chưa có đi làm. Chưa có đi làm được gì hết. Bữa đi lên cũng có tiền nhưng mà trả tiền xe với lại lên đóng tiền trọ xong. Đóng tiền trọ xong rồi chắc tiếng sáng đi làm mới kiếm tiền. Nhưng mà sáng chưa có đến sáng đi làm nữa. Rồi em mình như vậy cái chạy qua luôn. Chạy qua cái không có người nào có tiền túi gì hết. Này cũng nhờ may mắn là có bên từ thiện là có hỗ trợ hòm di chuyển về quê đúng không chị? Dạ cái hòm này thì về đây còn rút ở trên đó bệnh viện đó là đối xác em về. Hòm là từ thiện ở đây. Dạ. Còn bên Nhật Tâm không chị? Cái này cũng bên Nhật Tâm. Nhật Tâm chi nhánh ở Sóc Trăng hòm. Dạ đúng rồi. Thay mặt chương trình mấy anh em cảm ơn đoàn từ thiện anh Nhật Tâm. Dạ, nếu mà không có thì sự gia đình không biết làm sao. Không có xoay sở được luôn. Toàn anh em toàn là người kiểu hoàn cảnh không có khả năng đứng lo. Lúc đó cũng suy nghĩ là nếu đưa em mình về nói với chồng có tiền đâu mà mua quan tài cho em. Rồi làm đủ thứ nữa rồi làm sao. Chị kéo áo nếp, không có ai có cái chị kéo áo. Nếu mà không có chạy hàng của Nhật Tâm mà đưa về thì cũng không biết làm sao mà để em. Dạ, em đúng chỉ rồi. Về luôn rồi. Dạ. Lúc đó là đúng là được cái chồng của chị này nè. Chồng của chị bên này là anh chồng của Út đây nè. Là gọi cho chuyến xe không đồng về, tức là cái đó, cái xe từ thiện cái gì đó. Dạ, gọi bên xe không đồng bên Nhật Tâm. Dạ. Bởi cuộc đời phụ nữ sao mà khổ quá. Dạ. Hạnh phúc thì cũng không có trọn vẹn. Trong khi đó cuộc đời đi kiếm từng đồng tiền ở nhiều nơi như vậy đó. Đi phương xa đất khách tuốt trên mà Đồng Nai vậy đó. Mà kiếm từng đồng tiền mà bây giờ là phải nằm mãi ở đây của bác anh chị. Dạ. Không nghĩ đây là lần cuối. Em mình nó giờ đi không nói cho ai hết. Nó đi đúng ngày 30 Tết. Về được mấy bữa đi đúng ngày 30. Mà nó không có nói gia đình biết. Mà chỉ có mình nói cho chị biết thôi. 30 lần một cái hỏi là Út đi đâu, nó nói là em đi mà em không có nói cho ai biết, từ nào đến giờ gia đình nó nói cho ai biết, chỉ nói cho chị biết thôi, có gì nó nói cho chị biết không luôn vậy đó. Chị là Út trong gia đình hay gì? Đây là em Út gia đình. Trời ơi, em Út gia đình nhỏ nhất luôn, nhỏ nhất luôn rồi, đã mất rồi. Lần nó buồn cái gì cũng có một mình chị thôi. Tất cả những cái gì đó là gia đình không ai biết, mình chỉ biết hết. Nó không muốn nói với ai. Mời Út gia đình mới ở trong nhà cùng với mẹ với đứa con. Cái này là cái em thứ 9 nó cũng mới cất ra đó chứ. Hồi đó có chút xíu rồi. Cũng mới cất sau này. Hồi đó cái trời có nhỏ xíu à. Hai chồng nó cất cái này đang nói chồng mẹ ở. Dạ.
cái hồi đó bọn đi làm mến thuê trên đó một cái mà mấy 20 năm đó, không có cái nhà ở. Hồi đó cái nhà ở cái chòi có chút xíu, có mấy mét từ đây về đây không nè. Yeah. Bọn em nếu là đi thành phố về là không có nhà ở, là khi đi ra nhà em ở ngoài kia ở. Mà năm nào cũng về ăn Tết. Nay có chồng của chị còn bên cạnh không? Có á, đang đeo tang. Đeo tang nhưng mà là người chồng sống trước hả? Sống riêng. Sống riêng. Không sống chung nữa. Nghe tin là mất là mới chạy về chăm con rồi. Sao có út đi chồng sao còn chồng trước là bỏ từ khi bé gái là nghe nói một tháng mấy là bỏ đi tới giờ luôn rồi là chồng sao đây là người chồng sao của chị ha. Đúng rồi. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ cố gắng là chị. Chia sẻ đến cho những tấm lòng hảo tâm, nếu mà người nào có chút đỉnh thì giúp đỡ gia đình, đánh cho mẹ, đánh cho cái chút xíu tiền không lo cho mẹ, để người con đi học được, chỉ mong vậy thôi. Giờ hiện tại trong nhà là còn bà lão với lại đứa bé gái. Dạ. Dạ. Rồi còn một đứa em chồng. Chuẩn bị đưa đi hả cô? Chuẩn bị đưa đi. Dạ. Ê, 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 chú Phát coi chừng nào vô giờ mình hả? Ta đốt mới được, không có đốt được. 8 giờ rưỡi là mình khởi động là ra khỏi nhà, ra tới ngoài là mình chờ đúng 9 giờ mình hạ đó. Anh đây là cũng bên đoàn mai táng hay là ở sớm đó. Ở đây là cũng như anh chú bác với nó. Chú bác tới vợ đó. Thì nói chung ra mình ở đây thì cũng như bà con dòng họ ruột không mà nó cũng em út. Hôm nay dù đường xá xa xôi cũng anh em nói chung ra đến đây mà mình chia buồn cùng gia đình của chú Mờ và em đây mắt mình đó. Dạ. Thì nói chung ra thời gian quý báu vậy đó, thì nói chung ra tôi cũng là con cháu em út là nó mắc gì mình cũng thay thế. Thì mình cũng cảm ơn anh em cô bác gần xa mà không ngại đường xá xa xôi mà đến đây mà tiếp giúp gia đình vậy đó. Mình cũng rất là quý báu cảm ơn. Ví dụ mà còn sau nữa thì ví dụ gia đình có xíu thoát gì đó cũng mình nói ra là anh em cũng xí xá cũng thông cảm được cho đúng mình rồi. Vậy là cũng rất là cảm ơn. Thằng già thì bối rối đâu đúng có rồi. Chấp tại được. Vì nói chung ra vậy đó, cái gia đình cũng vậy đó, rồi cũng hơi khổ, thấy cũng đau lòng. Em thì nói chung ra cũng gia anh bà con mình cũng thấy em mình vậy đó, rồi nó mất á, về vậy bỏ con cái rồi bà ngoại cũng già, thấy cũng không biết sao. Rồi bây giờ em cũng không biết khi mà mẹ của chị với một cái đứa con gái nữa thì tiền đâu mà trong gia đình phải sinh sống này, phải sống là từng tuổi năm nay nữa là bà ở là chín đứa 10 đứa con rồi đó mà chưa có cái tiền mà cắt được lành lặn với người ta. Dạ, mình dạ. Cũng buồn chưa, người ta đang ấy đang đâu thật. Ví dụ mấy anh này nhờ quay bên YouTube mà ví dụ cộng đồng mạng mà như cái nào mà tiếp giúp được gia đình vậy đó thì cũng nhờ trước thì cũng nhờ mấy anh sau nữa. Dạ. Cũng mấy cô gì trong nước ngoài nước gần xa xôi gì đó, cái nào mà giúp được cho gì và con cháu vậy thì tụi em cũng xin thay thế cũng rất cảm ơn cộng đồng mạng các nước trong nước ngoài nước vậy đó em. Dạ. Xin phép. Ok. Dạ, em cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Em cũng chia buồn cùng gia đình với anh á. Nói chung ra vậy. Dạ. Rồi em cũng cảm ơn mấy anh đó, rồi mấy anh coi quay ấy. Dạ, nói chung ra mình cũng sống mà mình phải biết thương yêu với nhau anh. Thế nào cô bác ít nhiều gì có lòng hảo tâm giúp đỡ gì mình cũng rất là cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Dạ dạ. Còn chỉ 5 phút nữa thôi sẽ đưa chị đầy đến nơi an nghỉ cuối cùng của ba anh chị. Thì cái góc an nghỉ của chị đầy góc bên kia, chỉ cách có một cái ao lớn ở đây thôi. Sẽ có
Dạ, sau khi đám tang xong thì chồng của chị với bé trai hồi nãy hôm chia sẻ thì cũng sẽ đi về Đồng Tháp. Bây giờ đó là ở đây là chỉ còn một cái người bà, là một cái bà nãy là mẹ của chị đó, là ngồi khóc của anh chị với bé gái nè. Bây giờ là chỉ có hai bà cháu trong căn nhà ở đây thôi, là đang gần như là không biết phải có cái số tiền gì mà để sinh sống và để lo hàng ngày, thì với mà rất là khó khăn. Thì cũng cầu mong qua đoạn video clip của mấy anh em ở đây chia sẻ thì cũng có được phần nào đó để cho hai bà cháu còn lại. Đó. Người ta giờ nào người ta quýnh chống, người ta cũng phải dẫn đầu mấy anh ở trên. Người ta giờ đúng lắm. Mấy anh là Phật tử. Những gì em ruột của anh chị. Là em có coi như là cái gì muốn nói là chứ nói là chứ thôi. Chắc đi hướng bên đây không? Không thầy đâu? Cuối cùng là tới giờ. Đó là đi đường ngoài. Không không chắc đường bên đây quá. À, đi bên đây. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Là mình bảo theo tay điều ở trên đường nó lên dây và dạ, 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 sư thầy sẽ dẫn đường đi. Đúng 8 giờ. Thôi đó. Ai canh thì canh một người đi. Canh cái đồng hồ rồi canh một cái. Canh một cái. Đúng rồi. Nhiều người đâu được. Chứ cũng bự hơn một tí à. Buổi sớm thì này cũng rất là ấm lòng khi mà có rất là nhiều bà con cũng là tranh thủ thời gian để đưa tiễn chị đi. Bây giờ là cũng tới cái nguyệt của chị đây, của chú anh chị góc bên đây. Trông nghe thấy buồn não này quá cô chú anh chị.
coi cái đầu, cái đầu để ra nhỏ, cái đầu, cái đầu sọt quá. Không có đó, xuống tay đi rồi hả, bước qua xuống tay đi, đứng dậy rồi bên này coi cái đầu quay lại, quay lại bên đây qua đó tao mới leo sàn ra được rồi, luôn luôn vậy. Tự đưa đi an táng luôn các bác. Thì lô nhà có nhà anh ấy 15 tháng đấy nha, 15 mai mốt còn mua máy đẳng cho 15 lô nhà, nó nói thương 15 với nhà nó ôm thương hoài à. Nhỏ hồi nãy tội nghiệp lắm, hôm qua đã hứa ngủ với nó một đêm mà không biết cái biết sao mà cứ đòi ngủ với chị không à. Nó 15 cho con ngủ 15 đêm đi mà út này là chị thương nó nhất nhà luôn, mà hồi tối bằng bé cứ đi theo chị thiết luôn á. Nó nhớ mẹ lắm quá chị. Nó kêu chị bằng mẹ, nó nói mẹ ơi mấy chị nói với gà luôn á, ai cũng nghe thấy như là nó nói chuyện với chị ngày hôm qua. Bé hồi nãy giờ bé có kêu chị bằng mẹ không? Qua lúc nó kêu chị bằng mẹ ở trên cái chuồng sân nhà chị á, nó ôm chị hôm qua à. Thế nó cả thương 15 nhất nhà luôn, má tám nó đâu rồi nó trời ơi cho mày phản bội tao. Tôi nói mày sao tự nhiên mày cứ theo 15, cứ thương 15 hoài vậy. Bé nó còn nhỏ nữa mà hằng nó không bao giờ theo chị nha, nó không có theo chị bây giờ mà tự nhiên ngày hôm qua nó có đòi ngủ chị không à. Cái điều gì mà nó kêu chị bằng mẹ hả? Đúng rồi, nó nói để cho con ngủ với 15 đêm, không biết giờ nó không theo. Hồi tối nó nói toàn cái chuyện gì không, chị sợ, tôi thấy sợ, thấy lạnh, nó nổi da gà không. Nói mà chị sợ. Chị sợ, chị nổi da gà rồi không á. Kêu mình bằng mẹ là không hiểu nổi. Với lại cứ đi đâu nó đi theo đó cày vậy đó. Ngày suốt mấy đêm nay. Không, nào đến giờ nó có theo chị vậy. Rồi bé nói những cái câu gì chị? Nói như là thương 15 nhất nhà, nó ôm thu hoài à. Mà hồi nào giờ út này là chị thương nó ở với nó từ 8 tuổi, 9 tuổi gì đến giờ là. Tức là út này có cái gì tâm sự với chị mà nó không nói với gia đình vậy đó. Có gì nó cũng nói với chị, nó chỉ biết hết cho vậy đó. Với vậy mỗi lần nói là có muốn cái thông tin gì cứ hỏi cho chị biết về nó. Cố gắng lên nha chị. Giờ chị cũng sắp đưa đi rồi. Đây mẹ của chị xỉu rồi cô bác anh chị ơi.
Trời ơi, xót quá của anh chị ơi. Đã chưa có an táng đứa con xong thì người mẹ lại xỉu rồi. Lấy nước cho bà uống đi anh ơi. Nước cho bà uống. Trời ơi. Ơi để tao chờ thêm lại. Ơi. Trời ơi thêm một người nữa kìa. Thêm một người nữa kìa. Trời ơi. Ôi ơi. Đứt ruột không cô bác anh chị. Còn thêm một người nữa kìa. Xỉu tiếp. Trời ơi mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ. Nhiều nhóc hết trơn. Xíu nữa thôi. Dạ. Rồi, thương quá. Thương quá quý vị. Rồi này, bà ngoại thì xỉu đây, bà thứ mấy? Bà gì? Này bà gì thứ năm. Bà gì năm. Xỉu tiếp rồi. Rồi. Bỏ mấy má này quá. Ủa gì vậy? Nè. Không biết luôn. Nè. Xỉu hết rồi. Cậu hết sức luôn. Cậu hết sức luôn cả nhà. Lấy nước cho bà uống đi cô. Dạ, đang đang ấy hả? Cậu đi cũng xỉu luôn cả nhà. Làm nước miếng chân anh ơi. Anh ơi, làm nó chanh đi con ơi. Rồi nín đi mà, má dưới năm nè. Dạ. Yeah. Nó khóc hả? Cái này chị thứ ba. Dạ, yeah, chị ba, cô ba. Nhỏ này thứ năm, nhỏ này thứ bảy. Cũng nghèo nghèo không bà. Ơi, giờ đi bỏ mẹ trời ơi. Đầy vô con ơi. Ơi vô cho bần con ơi. Chạy xong rồi đứng trời ơi. Bỏ đó không chính là trời ơi. Mần chi giờ mà không dụng năm nay. Dạ. Cha không được gì hết trơn con ơi. Trời ơi. Không không ngu vậy hết. Đi anh vô khăn hết đi. Anh đi cho khăn hết đi. Đây cho nằm đứng rồi. Đi. Không. Đứng rồi chắc. Ê, có chân té không? Có chân té. Dạ dạ. Trời ơi. Ông ơi. Lấy chân lên. Trời ơi. Không yên cho mẹ nè. Lấy dầu gió bắt hai bên cái bàn tang á, giật hai bên bàn tang á. Dầu gió nó giật quá. Bên này không ăn uống. Cái ngày cô có ăn được gì không? Nó giật quá. Nó nóng nó lạnh lại. Cô kiệt sức quá, một phần cũng do buồn quá. Đau lòng quá. Hôm nay không có ăn uống gì, kiệt sức luôn. Trời ơi. Trời ơi.
Để ngoài đây thì thì kéo gà, đang chuẩn bị kéo gà mở cửa mã luôn của mấy anh chị, để đánh đánh thức người mất. Đây, đây là thả gà rồi, không đi lời nhưng mà đã mở cửa mã xong rồi. Để sẽ đưa hương linh của chị vào bên trong căn nhà. Con gà nó lẳng quẳng ở đây đó, bắt đi ra con coi đây cũng được, đông được hết. Con bả đây giữ con bả nhưng bả rất mềm vậy. Tay con tiếp đồ giống hồ. Ngoài đây thì mấy anh em bên hồ sẽ tiến hành làm cái khâu còn lại của anh chị. Thì Phong sẽ tiến vào bên trong để cùng đưa hương linh của chị vào trong nhà, cùng vào căn nhà cùng với người mẹ và những và hai đứa con. Vô nè con gái. Đâu la à, vô nè, đâu la ơi. Hôm nay mẹ có về thường không con gái? Dạ. Không à. Mẹ đi làm có hay gửi tiền gì cho con không? Dạ có. Ừ. Để phụ nuôi con với cho bà ăn uống hàng ngày đúng không? Dạ. Ừ. Rồi giờ mẹ mất rồi, con có biết cuộc sống hai bà cháu bây giờ sẽ ra sao không? Dạ. Chưa biết luôn hả? Thôi đi lên cho. Để chú Phong xách ghế cho. Rồi đi đi con. Rồi lại chuẩn bị tới căn nhà nhỏ nhỏ của anh chị. Quê lúc nào trước vô là cũng có cái dù che nắng, là chỉ vô nhà cho nó dễ hơn. Tại vì âm dương người ta nói thường cách biệt của anh chị. Vô luôn anh em. Nó mặt nha. Rồi ai thiên rồi đó, để vô rửa mặt cái đi cô dạy. Đây nè. Trời ơi. Con nước ở giữa mặt ở đây. Nước và ấy những cái lỗ bông của anh chị. Hồi nãy giờ thì Phong Nguyễn cùng với tất cả những người anh em ở đây, Quyên Quân, Quý Minh Thái, thì cũng cảm ơn tất cả quý khán giả của Mạnh Thường Quân. Đây là một cái cuộc, cái buổi đưa tiễn đầy nước mắt của anh chị. Trong khi đó là gia cảnh gia đình là đang thực sự là đang rất khó khăn. Là anh á, là với người con trai thì sau đám cũng thu xếp cũng về Đồng Bằng Tháp và của anh chị còn lại căn nhà ở đây. Thì một người mẹ già, một đứa con gái nhỏ thôi. Thì cũng cầu mong cho cô chú Mạnh Thường Quân sẽ quan tâm ủng hộ gia đình để cuộc sống hai bà cháu những ngày tháng tiếp theo thì nó sẽ đỡ hơn phần nào đó, để chị cũng được an nghỉ nơi chính suối của anh chị. Đổ ba cái đó rồi đem cái thông vô đây. Con Phong Nguyễn cảm ơn tất cả nha. Chúc ông bà cô bác Mạnh Thường Quân luôn bình an, nhiều sức khỏe nha. Chào cô chú anh chị luôn nha.